Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách trồng mai vàng. Cái mai vàng thì thật ra thì nó không có khó trồng các bạn. Cái mai vàng chỉ trồng rất đơn giản thôi. Khi mình nhổ lên, mình có thể nhổ không cần bầu đất gì cả. Còn rễ không thôi, mình cắt cắt bớt luôn những cái rễ cũ, những cái rễ mà nó không cần thiết, những rễ thừa đi. Đây, chẳng hạn chỗ này, mình cắt bỏ mấy rễ này. Và giá thể mình trồng thì nó cũng rất đơn giản, có thể ai cũng làm được. Các cô chú anh chị mới trồng mai vàng cũng có thể làm được, đó là trấu, sừ dừa và một ít cát, hoặc là thêm cho trấu cũng được. Đó là những giá thể rất đơn giản đấy, là cho cây mai nó phát triển, đặc biệt là phôi mai. Cái mai này mình trồng đúng mùng 6 Tết, mình bứng từ Kiên Giang lên, là khoảng ngày mùng mùng 2 Tết. Mình bứng không không có miếng đất nào cả, và mình ủ chấu, cho nó giữ ẩm bộ rễ và chuyển lên tới Nha Trang. Tới Nha Trang này thì mất đến ngày mùng 6 mình mới đưa vào giá thể, đưa vào đất. Và từ ngày mùng 6 Tết đến nay thì đã lên được một bo thế này. Còn đây là mình ghép bo từ ngày mùng 6. Ghép bo thì sáng đây mình chia sẻ các bạn về cách ghép bo luôn. Cách ghép bo thì cũng đơn giản thôi các bạn, chỉ cần mình ghép và giữ ẩm thế này thì cây mai sẽ, những các bo sẽ phát triển rất tốt, rất mạnh. Hôm nay mình có cây phô mai này, có đẻ dáng thú rất đẹp. Thì nếu mà các cô chú anh chị thích giao lưu thì sẽ gọi trực tiếp với số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0966 773 884. Xin nhắc lại, số điện thoại là 0966 773 884. Mình có thể giao lưu gốc mai này. Cũng thông tin các bạn luôn là gốc mai này đang phát triển rất tốt, đang vào chậu. Thì nếu mà các anh chị ở Nha Trang thì mình sẽ xếp tận nhà, luôn, cả cả chậu luôn. Bởi vì gốc mai này mình cũng mới trồng nên là không thể nhổ lên một lần nữa thì cái mai nó mất sức, rồi sẽ xếp nguyên chậu. Bảo đảm các bạn thì những cái bo này là sống tốt, sống rất khỏe. Đây, bo đã đâm chồi. Chào các bạn. Sáng đây mình cũng chia sẻ một một chậu cảnh mà mình làm cũng khá ưng ý, mà làm cách đây khoảng 2 tháng. Chậu này tôi làm bằng xi măng thôi, bằng xi măng và một số đá, những viên đá mình nhặt nhặt ở ở bãi biển, ở núi về mình ghép vào. Thì đây là cái chậu rất đơn giản. Ở clip sau, nếu bạn nào thích thì cho mình một like và nhấn đăng ký kênh. Lần sau mình sẽ làm hướng dẫn các bạn làm những cái chậu nghệ thuật thế này, những cái chậu nó có mang tính chất là vui, để trang trí ở ở góc nhà, mà đặc biệt là những góc nhà có góc vuông đó các bạn. Mình để cái chậu này vào rất đẹp, và có thể mình gắn thêm những cái hình chú tiểu để ngồi giữa gốc cây ra để cho nó đấy. Các bạn nhìn thấy dễ thương nè, rất dễ thương. Nếu các bạn thích thì nhấn cho mình một like hoặc đăng ký kênh, để clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm những cái chậu đơn giản như thế này. Xin chào các bạn, chúc các bạn ngày làm việc vui.